Quy luật hấp dẫn, anh chị tập trung vào điều gì, điều đó sẽ mở rộng. Một số anh chị mới biết tới luật hấp dẫn nói ok, từ bây giờ tôi không tập trung vào nợ nữa. Đối với vũ trụ thì không biết từ không, vũ trụ chỉ nắm bắt từ khóa thôi. Ví dụ anh chị lên Google, anh chị search là tôi không muốn ăn cơm sườn, vậy thì món gì ra nhiều nhất ạ? Ra 1 lít cơm sườn cho anh chị chọn. Não bộ của chúng ta vận hành như Google, chỉ cần anh chị nói đúng từ khóa thì câu trả lời sẽ xuất hiện giúp anh chị đạt được điều anh chị mong muốn. Nếu anh chị muốn đạt được điều gì trong cuộc sống thì chỉ cần anh chị nói chính xác cái điều đó ra. Nhiều anh chị nói tôi muốn thoát nghèo, anh chị thử lên Google, anh chị search xem tôi muốn thoát nghèo, xem nó ra hình ảnh giàu sang hay là những hình ảnh không giàu sang. Anh chị cứ nói tôi không thích nợ nần thì vũ trụ chỉ bắt đúng từ nợ thôi và nghĩ rằng là anh chị thích điều đó nên là thu hút cho anh chị nhiều nợ hơn để xử lý. Anh hoặc là anh chị nói tôi rất là bận, tôi bận lắm, bận tối mày tối mặt luôn, thì vũ trụ chỉ bắt đúng từ bận rộn nên cho anh chị làm không có thời gian để thở luôn. Bất kỳ suy nghĩ nào của anh chị mà kèm theo cảm xúc thì lúc đó cơ thể anh chị sẽ kết nối được với nguồn minh triết của vũ trụ. Và lúc đó anh chị phát ra cảm xúc gì, anh chị sẽ thu nhận về chính xác cái điều đó. Từ nay về sau anh chị phải nói chính xác cái điều mà mình mong muốn. Có anh chị nói tôi đặt mục tiêu trả nợ thì theo anh chị sẽ thu hút điều gì ạ? Vũ trụ bắt đúng từ nợ coi như xong luôn. Mỗi chúng ta đều có luật hấp dẫn, cũng giống như ai cũng có một chiếc điện thoại kết nối với wifi. Anh chị yêu cầu sai, ra kết quả anh chị không hài lòng, anh chị lại phải đi kiếm lại. Giống như 5 năm trước, anh chị yêu cầu sau này mình có một công việc ổn định và một người chồng yêu thương mình là đủ. Vậy thì bây giờ anh chị cũng có một công việc ổn định nhưng lương không cao và một người chồng yêu thương anh chị nhưng lại không có khả năng kiếm tiền như anh chị mong muốn. Thì có phải là bây giờ anh chị phải yêu cầu lại không? Là ngay bây giờ tôi có một công việc tạo lợi nhuận là bao nhiêu tiền một tháng và chồng tôi yêu thương tôi hơn và cũng tạo ra lợi nhuận tài chính con số bao nhiêu, tùy anh chị. Chỉ giao tiếp ngôn từ tích cực một chiều thôi. Ví dụ buồn thì nói là không vui, thiếu tiền thì nói tôi đang dư giả hơn, đau mệt thì nói tôi đang khỏe mạnh thì vũ trụ mới đáp ứng cái điều đó cho anh chị. Quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới và tương lai sẽ là kết quả của những suy nghĩ ngày hôm nay của anh chị. Nhớ là phải làm chủ suy nghĩ thì anh chị sẽ làm chủ được cuộc đời.